Nếu mà để dành lời cuối cùng thì chắc chắn là lời cảm ơn rồi. Tại vì nó giống như là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em vậy. Em giống như trở thành một con người khác ấy, tự tin hơn và cảm thấy mình nữ tính hơn. Em rất là hài lòng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thương. Ngực của em thì quá nhỏ, thì em bị hạn chế trong việc lựa chọn áo quần ấy ạ. Rồi không có đa dạng cho phong cách thời trang được. Em muốn kiểu trúc trúc bằng bằng, trông giống như chị Jessie. Bây giờ mình đang đứng ngay trước phòng phẫu thuật ở đây. Lo quá. Bây giờ mình vào đi nhé. Bye bye các bạn. Chào tất cả các bạn, mình tên là Thư, mình vừa phẫu thuật ngực ở Nana được 2 tháng ạ. Thì trước đây ngực của mình là cúp A, bây giờ lên cúp C rồi ạ. Thì mình dùng túi Mentor Smooth, bên trái thì mình dùng túi 350cc, bên phải thì 300cc ạ. Thì tại vì ngực của em bé nên là em thấy rất là tự ti và trong cái khoảng lựa chọn áo quần nó cũng bị hạn chế là nhiều. Em muốn kiểu mình trông nữ tính hơn một chút. Em nghĩ là ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật xong thì có thể em khó chịu nhất là cái việc nâng cánh tay lên xuống để nâng đồ là cầm cái gì đấy thì nó rất là bất tiện. Em có hơi nhói một chút nhưng mà đâu khoảng một tuần hay một tuần sau thì em có thể hoạt động bình thường. Đi lại rất là nhiều, đi dạo mình cũng đi nữa. Dù có hơi khó chịu trong người, hơi tức ngực này nọ nhưng mà mình vẫn đi. Tại vì nó giúp cho cái máu lưu thông ấy, thì mình thấy nó rất là hữu ích. Lúc đầu em cũng rất là ngại là nếu là bác sĩ làm cho em nó hơi bị to quá thì trông nó hơi sôi thịt nên thì em không thích như vậy lắm. Em thích nó tự nhiên và hợp với cái dáng người của em á. Thì bác sĩ đã tư vấn rất là kiểu tận tình và chọn cái size ngực rất là hợp lý với cơ thể của em, nhìn nó rất là tự nhiên và mềm mại. Thấy không có biến đổi gì cả và em còn ngủ được nhiều hơn bình thường. Em lựa chọn áo quần, outfit đi ra ngoài chơi thì nó rất là tự do thoải mái. Em có thể mặc mấy cái áo dày mà trước đây em không bao giờ dám mặc. Thì chỉ có một vài người biết là thì có một người bạn thân nhất của em thì em còn cho sờ nữa cơ. Thì bạn kiểu rất là muốn được trải nghiệm. Có điều là lúc mà thời gian nó trôi dần đi qua từng ngày thì ngực nó sẽ bị mệt. Nó bớt gọi là cứng hay là sưng đi nhiều. Và từng ngày lúc mà em chạm vào nó mềm mại dần đi. Mà lần em rất là thích. Em thấy nó đang kiểu mờ dần á, nhưng mà bên trái thì mờ một cách nhanh chóng hơn, bên phải thì nó vẫn còn một chút gì đó. Thì em hiện đang nhận cái aftercare, cái điều trị sau phẫu thuật của bệnh viện Nana ấy ạ. Thì em sẽ tiếp tục nhận điều trị và sau đấy thì nếu mà bác sĩ có tư vấn là nếu mà nó để lại sẹo kiểu một cách rõ ràng ở bên này á, thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc đặc trị, thuốc bôi đặc trị á. Thì sau phẫu thuật thì khoảng 2 tháng rồi thì em cảm nhận là ngực nó ngày càng kiểu mềm mại hơn á. Và bây giờ cảm giác là khi mà em sờ, em chạm vào đó thì nó rất là thật đi. Nó không có phải. Nếu mà để dành lời cuối cùng thì chắc chắn là lời cảm ơn rồi. Nhưng mà em muốn dùng lời biết ơn luôn. Tại vì nó giống như là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em vậy. Em giống như trở thành một con người khác ấy, tự tin hơn và cảm thấy mình nữ tính hơn. Em rất là hài lòng. Đầu tiên là mình vượt qua nỗi sợ và mình chấp nhận phẫu thuật đầu tiên thì giống như là một giấc mơ, nhắm mắt một phát tỉnh dậy là có ngực đẹp rồi. Mình cũng đã nói là khoảng 2 ngày đầu thì nó rất là kiểu đau nhức và khó chịu. Thì trong suốt quá trình phẫu thuật ngực của Nana thì cái điều mà em ấn tượng nhất có lẽ là lúc mà em được nhận tư vấn của bác sĩ á. Thì lúc đầu thì mình nghĩ là rất là ngại ngùng quá, tại vì bác sĩ là nam ấy á, thì em rất là ngại ngùng quá. Nhưng cái chị tư vấn viên bên cạnh em nói thì bác là một người có chuyên môn rất là cao và trải qua rất là nhiều cái cuộc phẫu thuật rồi, cho nên là cứ thoải mái đi. Thì đi vào phát xong rồi em tháo áo quần mà kiểu, và em rất là thích điều đấy. 95 điểm đi.
95 trên 100. 5 điểm thì em sẽ chờ cái aftercare để cho cái sẹo của em nó có thực sự là bình phục một cách hoàn hảo hay không. Thì mọi người theo dõi em. Chào mọi người, mình là Thương. Mình đã phẫu thuật ngực ở Nana được 2 tháng. Thì hãy nhấn like và subscribe cho Nana nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt.